Chào mừng cả nhà đến với kênh Vườn Lan Minh Thắng cả nhà. Hôm nay em lên cho anh chị mình một số giống lan để anh chị mình sưu tầm ha. Những giống lan hiện tại em chia sẻ nhà mình là những giống lan rất là đẹp mình ha, và cây hầu như là bây giờ là hàng hot anh chị ha. Cơ bản anh chị, đây là cây thỏ hồng, đầu tiên là cây thỏ hồng nha cả nhà. Hôm nay thì em chia sẻ anh chị mình là hình như là tới 5 giống lan. Anh chị đặt hàng thì cứ liên hệ qua số điện thoại của em để trên màn hình cho cả nhà. Đầu tiên là cây thỏ hồng, giá 60.000 một cây. Anh chị mình đặt combo 5, combo 5 bên em bao ship ha. Phí ship hiện tại thì mua lẻ thì bên bưu điện họ tính nha cả nhà. Còn nếu anh chị đặt 5 cây thì em bao ship. Mặt hoa hình như trên video luôn nha cả nhà. Anh chị đặt hàng thì liên hệ qua số điện thoại của em 0392312398. Rồi cái cây kế tiếp là cây thỏ, cái này là cây bò vàng nha cả nhà. Dòng Dendro nắng lưỡi bò vàng. Lô này thì chỉ có 10 cây thôi. Hàng này hàng tuyển chọn nha anh chị. Anh chị nào đặt hàng sớm thì hốt cái lô này về mình sang chậu nha cả nhà. Cây thì anh chị mình thấy chậu quá lùm luôn chị. Cây rất đẹp ha. Hiện tại thì mặt bông thì nó trên video luôn, nó trong 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 video luôn. Cho nên anh chị mình cứ yên tâm về cái đồ chuẩn hoa. Thì hầu như là 10 cây thì cây những cái nấy. Thì giá là 60.000 một cây. 10 cây 600k bên em bao ship luôn. Anh chị mình mua lẻ 5 cây cũng bao ship luôn nha cả nhà. Nhưng mà mua 1 cây 2 cây sưu tầm thì không bao ship anh chị ơi. Ship combo ví dụ như 5 cây thì em bao ship nha. Anh chị đặt hàng thì liên hệ giúp em ha. Cái hàng này là hàng loại 1. Em tuyển chọn cho anh chị em mình là hàng lùm hai hướng để chị mình vô chậu mau khủng ha. Rồi cảm ơn cả nhà. Rồi kế tiếp nha cả nhà. Đây là cây 10 cây này là 10 cây bà liễu. Anh chị nào đặt hàng hổm này bà liễu ha, thì cây này là anh chỉ có 10 cây thôi. 10 cây này là hàng cao nha cả nhà, hàng trên trên 30 xăng luôn, 40 xăng luôn rồi. Cây này là cây trưởng thành. Dòng bà liễu hoa thơm ha. Chứ bây giờ ở trên thị trường bán cái cây chỉ có 6 tháng rồi, cây của em tới 10 tháng rồi. Anh chị cứ yên tâm. Cây này thì về anh chị mình chăm là nó ra bông liên tục. 10 tháng tức là già cây thì dễ chăm, dễ ra hoa và sang chậu thì nó nhảy con nhanh lắm. Chứ còn ví dụ như 6 tháng cây nó có gan tay tầm 20 xăng, anh chị mình về chăm rất là cực và rất là lâu. Và nhiều khi mình chăm trong giai đoạn chăm cây nó còn non, nó còn yếu quá anh ha. Thì đó là em chia sẻ đến chị mình tham khảo. Thì thông thường anh chị mình thấy hàng rẻ thông thường thì cái ngày tháng nó sẽ thấp, tức là nó xích sớm chị, thì cây nó yếu lắm. Rồi cảm ơn cả nhà ha. Rồi kế tiếp là một cái giống mới anh chị. Rồi đây là cái cây cây rồng lửa nha cả nhà. Cái dòng này thì xin lỗi cả nhà, lộn. Cây này là cây vàng lưỡi đỏ, cây vàng lưỡi đỏ. Hôm nay chị mình hỏi quá trời hỏi luôn rồi. Cái lô vàng lưỡi đỏ này cũng chỉ có 10 cây thôi, hàng loại 1 luôn. Em lựa lô kỳ này có 10 cây, 10 cây em lấy 10 cây không. Hàng nào hàng ra hàng đó, cây loại 1 hết, không lấy loại 2 nha. Loại 2 là như thế nào, là cây nó ít lùm, lá nhỏ hoặc là cây nó trụi lá chân. Đó, cây nó xấu. Thì mà loại 2. Anh chị mình chăm nhìn nó nản lắm. Còn ví dụ cây này nhìn không bằng lá thì thấy ghiền rồi. Cây lá rất là to vậy ha. Đó, dồi hoa thì nó ra liên tục. Cái những dòng Dendro thì cái chuyện hoa nó rất là xiên rồi là mình không bàn ha. Nhưng mà vấn đề là cây nó tốt, nó mập. Giờ anh chị mình chăm nó nhìn nó đã con mắt ha. Đó thì cây này rất là đẹp luôn. Anh chị nào đặt hàng thì cũng giá combo luôn là 60.000 một cây nha các nhà. 5 cây bao ship cho anh chị mình chơi luôn. Đó, thì hiện tại thì hàng Dendro bên em giá rẻ nhưng mà hàng loại 1 để anh chị mình chơi. Đó, cảm ơn cả nhà. Rồi kế tiếp là một cái giống nữa để anh chị mình sưu tầm nha cả nhà. Anh chị mình sưu tầm giữ giống chơi. Cái cây này hổm này chị hỏi nhiều lắm. Kế tiếp là cây dáng xưa. Trời ơi cái chậu nó quá lùm luôn chị. Chậu phi 12 mà nó tràn chậu hết rồi. Hàng này thì chỉ có 10 cây thôi. Mỗi một lô 10 cây hết. Anh chị em đặt hàng thì 60.000 một cây ha, đồng giá luôn. Có thể gộp đơn nha anh chị ha. Anh chị lựa 5 giống giúp em. 5 giống khác la nhau em gộp nha cho mình 5 một combo 5 cây thì em bao ship luôn. Dáng xưa mặt bông như trên video luôn rồi chị. Dòng này là dòng màu nhưng mà cây này là cây đẳng cấp anh nha. Mỗi dòng này rất là lâu năm. Bây giờ hiện tại hàng dáng xưa này thì mình mua bây giờ trên thị trường không có nhiều nha. Nó đứt giống rồi. Bây giờ có cây lớn nha, nhưng mà 1 năm nữa thì mình mua là chắc chắn sẽ không có. Tại vì cái giống đã đứt rồi. Không còn nữa ha. Mình đi cái hướng là 1 năm. Rồi anh chị sưu tầm thì cái dòng này rất là xiên bông. 60.000 một cây, 5 cây bên em bao ship. Hôm nay thì lên một số cây đẳng cấp luôn. Cây để anh chị mình xem ở cây là rất liền. Rồi kế tiếp nha cả nhà. Kế tiếp một cây rất là lạ. Anh chị nào mà quan tâm thì cứ liên hệ ha. Đây một cây rồng đỏ. Dòng này rồng đỏ nha cả nhà. Cây rồng đỏ hiện tại thì cây rất là lùm. Đó, mặt bông trên video luôn. Cái này là vườn chụp nha cả nhà. Cây nó mặt bông nó không có cận cảnh. Nhưng mà cái màu bông này anh chị thấy rất là đẳng cấp, rất là đẹp luôn. Đó, cái dòng này rất là lùm, em lỗi lựa là một luôn, 60.000 một cây. Rồng đỏ giá thị trường rất cao nữa nha, tại hiện tại em bán chung giá để anh chị mình ví dụ như mình chọn combo ra, ví dụ 5 cây chỉ có 300k bên em bao ship cho nó gọn lẹ, nhanh gọn lẹ.
đó, thì anh chị đặt hàng thì liên hệ giúp em ha. Trong đó cây trưởng thành luôn, những cái cây mà em chia sẻ anh chị mình là cái thời gian chăm sóc nó trên 9 tháng rồi, tức là em biết cái vườn này là nó lâu lắm rồi, em đã từng nhập hàng cái vườn này em bán rồi, cho nên em biết cái cây người ta trồng bao nhiêu tháng anh chị ha, chứ không phải là mình không biết cái giống này nó bao nhiêu tháng đó. Thì anh chị đặt hàng thì cái cây này là trên 9 tháng rồi, cho anh chị mình trồng về nhanh bông lắm, mặt bông như trên video luôn, rồng đỏ nha cả nhà. Cái nhà đặt hàng thì lên đơn giúp em 0392312798, em qua Zalo ha, cảm ơn cả nhà. Rồi hôm nay có hai chậu thỏ vàng, thỏ xin ha, xin lỗi, thỏ xin, cái lô này thỏ xin mặt bông thì em để trên video luôn. Hai chậu này mỗi một chậu là 200k, anh chị nào đặt hàng một cặp này em bao ship, em chỉ có một cặp nha cả nhà. Em chỉ có xuất cái một cặp này thôi, một số chậu kia thì hôm bữa em giữ lại để em dưỡng tiếp, anh chị nào mà sưu tầm thì em chia sẻ tiếp ha, chia sẻ một cặp thôi. Mặt bông rất là đẹp luôn, mặt bông này hiện tại trên thị trường không có nhiều nữa nha, chỉ có một mặt bông trên thị trường là cái thỏ cầu vồng, nhưng mà không phải là cái bông này ha, anh chị mình nhiều khi hiểu lầm nha, cái thằng này là thỏ xin cánh xoắn, anh chị để ý, lựa thỏ xin cánh xoắn má vàng đó, cái hai cái bộ má hai bên nó vàng vàng ha. Thì cái lô này, cái mặt bông này em có lên up lên YouTube rất là nhiều, Facebook ha. Rồi cái nhà mình có quan tâm thì liên hệ giúp em nha cả nhà. Rồi đây là Barbie, hôm nay anh chị mình hỏi ha, lô này 40 cây, giá siêu rẻ. Thời lúc trước mà cái thằng Barbie cái lô này nhập về là bán tới 120 đến 140. Nhưng hôm nay thì giá rẻ nha, nhưng mà em ship một combo 3 nha. Combo 3 cây bên em bao ship luôn là tới 85.000 một cây. Anh chị đặt hàng là 3 cây là 255.000. 255.000 là em bao ship cho anh chị mình chơi nha. Ship toàn quốc từ Bến Tre, Hà Nội gì đi hết ha, anh chị mình đặt hàng thế như thế là toàn quốc, nên anh chị mình biết, ví dụ như nhiều khi anh chị mình ở xa mình nhập hàng á, mình sưu tầm nhiều khi mình sợ mình ngại ở xa quá nhập không được, cây ví dụ như miền Bắc thì đi 5 ngày, những cái lan này thì trước khi đóng hàng em sẽ cắt nước nó, thì 5 ngày thì đi tới tay anh chị mình chăm sóc vẫn bình thường anh chị ha. Rồi mặt bông rất là thơm, thơm mùi vani nữa nha, dòng vũ nữ Barbie thì hương thơm mùi vani, cho nên anh chị mình cứ yên tâm. Và đặc điểm cái dòng Barbie á, anh chị mình để ý là cái lá nó chấm chấm vậy nha, chứ không phải nó bệnh nha cả nhà, đặc điểm của nó luôn, cái giống nó như vậy, người ta trồng tới 10.000 cây là cái giống nó vẫn như vậy anh chị ha, nó cây nào như cây nấy chứ không phải lại. Còn đây là cây thỏ vàng lưỡi đỏ nha cả nhà, cái dòng này mặt bông rất là dài, cánh rất là dài, to lắm mà trời, để vô lòng bàn tay là nó muốn hết cái tay em luôn đó. Cây này thì giá rẻ nha, lô 10 cây luôn, giá 60.000 một cây, anh chị đặt hàng combo 10 cây bên em bao ship 5 cây bao luôn nha. Nhưng mà cái lô giống thỏ này thỏ mới nha, cái kỳ này là thỏ này nó có mặt hoa, cho nên chị mình chơi mình dễ chơi hoa ha. Dòng thỏ này rất là đặc biệt, cánh dày, dài cánh, lưỡi to, đẹp, màu rất là sáng luôn, cây rất là đẹp ha. Rồi cái nhà đặt hàng liên hệ qua số điện thoại của em cả nhà, em có Zalo, có gì em gửi video hay là anh chị mình cứ yêu cầu chụp hình á, thì em gửi hình ha, mặt hoa đồ này cái nọ, hoặc là anh chị mình gửi địa chỉ.